Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh, Đường Tam Tạng Sa Môn Trí Tuệ Long Phụng Chiếu Dịch, Việt Dịch Nguyên Tánh. Tôi nghe như vậy: một thời Đức Thế Tôn ở trong núi Thiếu Phong gần thành Vương Xá, cùng các đại tỳ kheo và các đại bồ tát đều hội họp. Lúc bấy giờ Thế Tôn nhập vào Tam Ma Địa tên Quảng Đại Thọ Thâm, soi thấy trong chúng có một đại bồ tát tên Quán Thế Âm Tự Tại. Khi tu hành thâm sâu Bát Nhã Ba La Mật Đa, soi thấy tự tánh của năm uẩn đều không. Lúc ấy cụ tòa sẽ lời tử, những y thần của Phật chấp tay cung kính bạch Quán Thế Âm Tự Tại Đại Bồ Tát rằng: Thánh giả, nếu muốn tu học thâm sâu hạnh Bát Nhã Ba La Mật Đa, phải làm sao để tu hành? Hỏi như thế xong, lúc bấy giờ Quán Thế Âm Tự Tại Đại Bồ Tát bảo cụ tòa ta sẽ lời tử rằng: Sẽ lời tử, nếu có thì nam tử hay thì nữ nhân tu hành thâm sâu Bát Nhã Ba La Mật Đa, lúc tu hành nên sẽ thấy tự tánh của năm uẩn đều không, lìa xa các khổ ách. Sẽ lời tử, sắc không, tánh không thấy sắc, sắc chẳng khác không, không chẳng khác sắc, sắc là không, không là sắc, thọ tưởng hành thức cũng là như vậy. Sẽ lời tử, tánh tướng tánh không ấy của các pháp không sanh không diệt, chẳng dơ chẳng sạch, không giảm không tăng. Vì vậy trong không, không sắc, không thọ tưởng hành thức, không mắt tai mũi lưỡi thân ý, không sắc tiếng hương mùi xúc pháp, không nhãn giới cho đến không ý thức giới, không vô minh cũng không hết vô minh, cho đến không hết sự già chết, không khổ tập diệt đạo, không trí chứng không đắc. Vì không sở đắc nên Bồ Tát nương trú Bát Nhã Ba La Mật Đa tâm không chướng ngại. Tâm không chướng ngại nên không có lo sợ sao liền mộng tưởng điên đạo của cánh tịt nhiên. Chư Phật ba đời nương Bát Nhã Ba La Mật Đa nên được vô thượng chánh đẳng chánh giác, hiện thành chánh giác, nên biết Bát Nhã Ba La Mật Đa này là đại chân ngôn, là đại minh ngôn, minh chân ngôn, là chân ngôn vô thượng, là chân ngôn không gì sánh bằng, có thể trừ mọi khổ ách, chân thật không sai. Nên nói chân ngôn Bát Nhã Ba La Mật Đa, nên nói chân ngôn Ốm Yết Đế Yết Đế, Ba La Yết Đế, Ba La Tăng Yết Đế, Bồ Đề Tát Bà Ha. Đúng thế, đúng như thế, sẽ lời tử, các đại Bồ Tát tu hành thâm sâu Bát Nhã Ba La Mật Đa nên học như thế. Lúc bấy giờ Thế Tôn xuất Tam Ma Địa an tường, khen ngợi Quán Thế Âm Tự Tại Đại Bồ Tát: lành thay tiện nam tử, đúng như thế, như ông đã nói, muốn tu hành thâm sâu Bát Nhã Ba La Mật Đa nên đúng như thế mà tu hành. Lúc tu hành đúng như thế, tất cả các Như Lai đều tùy ý. Lúc Đức Thế Tôn nói như thế xong, cụ thọ sẽ lợi tử Quán Thế Âm Tự Tại Bồ Tát cùng hội chúng với tất cả trời người Atula Càn Đà trên thế gian, nghe Phật nói xong đều rất hoan hỷ tin nhận phụng hành Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh.